Đầu xuân năm mới, con gái lên giá, ông ngoại nhà này lì xì hẳn chỉ vàng, họ hàng nhà kia treo thưởng 200 triệu. Đây không phải là một câu chuyện kể về việc nâng cao nữ quyền, nhưng đảm bảo nghe 8 TV kể xong thì người ta lại thi nhau thích để con gái cho mà xem. Có ông ngoại nhà nọ, cả năm tàn tiện không dám tiêu gì, nhưng Tết đến thì quyết định chơi lớn, mừng tuổi mỗi cô con gái hẳn một chỉ vàng, khiến họ hàng con cháu phải trầm trồ. Ông Tăng ngại. Ôi. Lại tới nhà kia, cũng có cô công chúa mới đầu năm đã được cô dì chú bác treo thưởng tận 200 triệu. Chú Năm Mươi, chú nói là Năm Mươi. Chú Hải, 90 triệu thôi. Chú Hải, chú Hải. 10 triệu thôi. 10 triệu. Hóa ra lý do là bởi công chúa đã 30 tuổi mà vẫn độc thân nên cả nhà quyết định chơi lớn. Anh em nào muốn làm rể Quảng Ninh thì đăng ký ngay, vừa có vợ sinh lại còn có 200 triệu, quá đỉnh. Đúng, hợp lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, tiếp tục like, share và subscribe để liên tục cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày bạn nhà.